Dạ, yeah. Hiếu Phan Vlog mến chào tất cả vị khán giả thân thương trong và ngoài nước trở lại với bản tin trên kênh của Hiếu Phan Vlog. Thì nội dung trong video này Hiếu xin cập nhật thông tin có liên quan đến các vị luật sư đang bảo vệ mặt pháp lý cho tiền am ở hai cái phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm vừa qua. Thì à, trước khi vào nội dung chi tiết, Hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả vị cùng với gia đình của mình. Ngày cuối tuần thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, gia đình hạnh phúc, ấm áp và à, thành công hơn trong cuộc sống công việc à. Thì xin kính thưa quý vị khán giả câu chuyện của Thiền Am là một câu chuyện dài tập mà hiện tại đây những luật sư đang ở trong tầm ngắm trong cái điều 331 bộ luật hình sự thưa quý vị. Thì thời gian mấy ngày gần đây thì báo chí cũng loan cái thông tin là luật sư Đào Kim Lân rồi đúng không ạ? À? Thì hôm nay lại ở trên trang Facebook cá nhân của luật sư Đặng Đình Mạnh cũng có chia sẻ của một bài viết có cái tích xanh với cái nickname là Châu Giòn đó thì anh hay là chị châu doan này cũng có chia sẻ về cái giấy gọi là cái giấy triệu tập giấy triệu tập nha thưa vị đó giấy triệu tập này là triệu tập đối với luật sư đặng đình mạnh từ phía công an tỉnh long an cơ quan cảnh sát điều tra đó, gửi cho bên phía luật sư đặng đình mạnh thưa vị và trước đó thì cũng có một cái thông báo À, cái thông báo này là bên phía cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an cũng gửi đến cho luật sư đặng đình mạnh biết về cái tin báo tội phạm thưa quý vị khán giả thì cũng giống như là luật sư đào kim lân đó đây là một cái thông tin phải nói là rất là nóng luôn mà hiếu cấp báo đến cho tất cả vị khán giả được biết à, để trở lại với cái nội dung chi tiết trong cái uh, À, giấy triệu tập này thì Hiếu cũng xin chia sẻ cái nội dung để cho quý vị khán giả được biết như sau. À, cho Hiếu đọc cái bài này để cho quý vị nghe nhé. Công an tỉnh Long An, cơ quan cảnh sát điều tra. Giấy triệu tập, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An yêu cầu ông Đặng Đình Mạnh sinh năm 1968, nơi thường trú nhà cửa đồ thưa vị là uh, bôi hết, không có để đây chị nói là thời gian là 8 giờ ngày 21 tháng 3 năm 2023 có mặt tại văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An địa chỉ số 46 48 đường Võ Văn Tần phường 2 thành phố Tân An Long An để làm việc liên quan đến tin báo về tội phạm của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an khi đến mang theo giấy triệu tập này đó, chứng minh nhân dân căn cước công dân hộ chiếu giấy tờ tùy thân khác và gặp điều tra viên Quỳnh Hưng số điện thoại vân vân phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra thượng tá Quỳnh Văn Trinh ký đó đây là cái nội dung của cái giấy triệu tập mà hôm nay à, Hiếu đã phát hiện ở trên trang Facebook cá nhân của luật sư Đặng Đình Mạnh thưa vị thì không biết triệu tập để mà điều tra, xem xét, giải quyết sự việc gì Có phải là liên quan đến điều 31, 331 hay không Thì chúng ta còn chờ đợi cái ngày mà luật sư Đặng Đình Mạnh lên Để mà gặp điều tra viên à, như thế nào nha thưa quý vị khán giả Chứ ở đây thì chúng ta chưa có suy đoán hay là mình cầm đèn chạy trước ô tô được thưa quý vị Thì trước đó thì quý vị khán giả cũng đã biết rồi Cũng như là luật sư Đào Kim Lân thì cũng có nhận được một cái thông báo về cái việc mà tiếp nhận tin báo về tội phạm đó thưa quý vị. Thì ở đây bên phía công an tỉnh Long An, cơ quan cảnh sát điều tra cũng có gửi đến luật sư Đặng Đình Mạnh như sau. Ngày 1 tháng 2 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã tiếp nhận tin báo về tội phạm của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an thực hiện công tác quản lý nhà nước và đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Cục An ninh mạng về phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát hiện một số cá nhân trong đó có ông Đặng Đình Mạnh đã có hành vi phát tán trên không gian mạng qua đoạn video clip, những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, căn cứ các điều 36, 145 và 146 Bộ luật tố tụng hình sự. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra đang giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên. Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Thượng tá Quỳnh Văn Trinh ký. Đó, đây là cái văn bản thông báo đến cho luật sư Đặng Đình Mạnh thưa vị. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục nghe được cái thông tin là cái giấy triệu tập cũng gửi báo cho luật sư Đặng Đình Mạnh biết để mà luật sư Đặng Đình Mạnh à, sắp xếp để mà đi đến gặp bên phía điều tra viên là Quỳnh Hưng ở đây thưa quý vị thì cái ngày mà à, luật sư Đặng Đình Mạnh sẽ lên làm việc với cơ quan chức năng đó là vào lúc 8 giờ ngày 21 tháng 3 năm 2023 sắp tới đây thưa quý vị đó thì không biết là luật sư Đào Kim Lân có bị triệu tập giống như là luật sư Đặng Đình Mạnh hay không trong khi đó thì hôm nay luật sư Lân đang ở Khánh Hòa thưa quý vị thì chưa có nghe nói đến luật sư Lân mà chúng ta chỉ thấy rằng À, là luật sư Lân hiện tại cũng đang rất là vô tư, anh cười rất là vui vẻ. Đó, Hiếu cũng có bắt gặp cái hình ảnh của anh ở trên sóng livestream mà trong cái video trước thì Hiếu cũng đã trình bày rất là rõ ràng chi tiết là luật sư Lân đang ở đâu. Thưa quý vị, thì à, trở lại với cái sự việc của Thiền Am. Thì quý vị khán giả cũng thấy rồi, tất cả các luật sư á qua hai cái phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm thì à, kết thúc sáu thầy cô phải nhận mức án là 23 năm 6 tháng tù. Ở đó thì các luật sư cũng nhìn nhận được cái sự việc nó không có công bằng gì ở đây, cho nên là luật sư uh, mạnh thì ít ít là lên chia sẻ đúng không ạ, ít thấy đúng không? Còn cái uh, luật sư Đào Kim Lân á thì anh liên tục có những cái buổi livestream của mình để phân tích mẫu xẻ về cái vụ án 331 đó nó có những cái tình tiết mà bất công ở đây khi mà những cái nhân chứng những cái bằng chứng mà nó thiết thực nhất á chẳng hạn như là diễm my là cái mấu chốt trong cái vụ án thì không được triệu tập đến tòa không có mặt trong ngày hôm đó đó thì làm cho luật sư cũng rất là bức xúc thì ông chủ tọa tò phiên tòa bác bỏ hết không cho nói không có cho nhắc đến diễm my đúng không vị nếu mà ai có theo dõi cái phiên tòa đó thì chắc có lẽ là vì khán giả cũng đã biết được cái sự việc nó như thế nào. Cho nên kể từ khi mà cái phiên tòa phúc thẩm kết thúc thì luật sư Lăng mới lên là uh, chia sẻ cũng như là phân tích về vấn đề pháp luật có liên quan đến cái vụ án đó là như vậy. Song song bên cạnh đó thì luật sư cũng nêu ra một số cái vụ án gây hại cho Thiền Am mà ở đó thì bên phía cơ quan chức năng không không xử lý. Trong khi đó thì Thiền Am cũng có đơn thư từ tố cáo gửi lên quyền Đức Hòa nói riêng và tỉnh Long An nói chung thì không có giải quyết xử lý những cái vụ án đó chẳng hạn như là cái vụ 50 người vân vân đó thì cũng không được xử lý nhưng mà lại xử lý Thiền Am Bộ trụ thì luật sư của Thiền Am cũng cảm thấy là nó không có được cái công bằng ở đây cho nên là luật sư mới lên tiếng thì trong cái sự lên tiếng đó trong cái cao trào đó thì luật sư cũng có nêu đích danh ra một số cán bộ ở huyện Đức Hòa nói riêng tỉnh Long An nói chung để mà chia sẻ lên trên sóng livestream của mình chắc có lẽ đây là một cái điều mà họ cho rằng là luật sư đang vi phạm vào cái điều 331 bộ luật hình sự thưa vị đó thì chúng ta cũng cảm thấy rất là lo lắng cho tình hình các luật sư đúng không ạ à? thì không biết là sự việc như thế nào thì chúng ta cũng phải còn chờ đợi bên phía cơ quan chức năng chúng ta không có cầm đèn chạy trước ô tô giống như là bên kia thưa vị khán giả thì trở lại với cái bài đăng của anh Châu doan này thì luật sư đặng đình mạnh cũng chia sẻ rồi đó thì hiếu đọc hai cái văn bản một cái là thông báo một cái văn bản là triệu tập đối với luật sư đặng đình mạnh rồi thì anh châu doan này cũng có để lại một cái bài viết của mình có nói như thế này thì hiếu cũng xin chia sẻ cái bài viết này để xem là việc khán giả nhận định như thế nào anh nói có đúng hay không nhé cái nội dung xin hãy công bằng luật sư đặng đình mạnh là người tham gia vào nhiều vụ án nhạy cảm và giấy triệu tập này liên quan tới vụ án thiền am tôi chưa bàn tới sự đúng sai của vụ thiền am nhưng các bạn lưu ý cho là hai tội danh loạn lưng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản chưa được khẳng định các luật sư khác thì tôi không để ý nhưng tôi theo dõi luật sư mạnh khá kỹ cái mà luật sư mạnh nêu ra chỉ là những sai sót trong quá trình tố tụng của cơ quan điều tra. Và tôi biết luật sư Mạnh là người rất cẩn trọng trong phát ngôn của mình. Tôi không biết sự việc sẽ đến đâu, nhưng tôi thấy lo lắng cho luật sư Đặng Đình Mạnh, một người tôi trân trọng bởi sự tận tâm khi bảo vệ thân chủ của anh. Số luật sư như vậy ở Việt Nam chỉ có vài người. Nếu luật sư chỉ vì sự tận tâm trong công việc và tuân thủ chặt chẽ đạo đức nghề nghiệp mà bị phiền phức thế này, thì tương lai có luật sư chân chính nào dám nhận những nhiệm vụ tương tự không? Xin hãy công bằng với luật sư Đặng Đình Mạnh. Đó thì cái bài viết của uh, Facebooker anh là Châu doan hay là chị gì đó thì cũng rất mong là bên phía pháp luật công bằng ở đây. Bởi vì những gì mà luật sư Thiền Am á, nói chung, luật sư Mạnh nói riêng á, thì mổ sẽ phân tích những cái vấn đề pháp luật nó có nằm ở trong cái vụ án thưa quý vị đó trong cái hồ sơ vụ án rất là rõ ràng cho nên là luật sư mạnh ở đây cũng rất là cẩn trọng khi mà chia sẻ những cái gì mà có liên quan đến pháp luật thì ở đây à, vị khán giả này cũng mong rằng là cái sự công bằng nếu mà không có cái sự công bằng ở đây thì trong tương lai không biết là có luật sư chân chính nào dám bào đứng ra bào chữa những cái vụ án tương tự như là cái vụ án của Thiền Am nữa hay không? Đây cũng là một cái nỗi lo của một Facebooker uh, Châu Giòn thưa quý vị khán giả. Đó, thì theo quý vị khán giả đánh giá như thế nào về cái nội dung trong ngày hôm nay mà Hiếu báo cáo khẩn để cho vị khán giả được biết là như vậy. À, rất mong là vị khán giả khi xem để lại bình luận và cầu nguyện cho các vị luật sư của Thiền Am được uh, tai qua nạn khỏi thoát qua được cái kiếp nạn này thưa quý vị khán giả đó thì rất mong là vì khán giả bỏ thời gian ra nghe và ủng hộ cho cái video này của Hiếu ạ à. và cái thông tin thứ hai đó là liên quan đến Thiền Am và Thầy ông Nội thì quý vị khán giả cũng biết là trong ngày hôm nay thôi kênh youtube báo pháp luật thành phố hồ chí minh cũng liên tục đăng tải ba cái video clip nói về thiền am và thầy ông nội cái video thứ nhất với cái tiêu đề là vụ tỉnh thất bồng lai ông lê tùng vân đã chấp hành án tù hay chưa đó thì cái vấn đề mà liên quan đến thầy ông nội thì việc khán giả cũng biết rồi do thầy bệnh nhờ sự can thiệp của y tế và cũng chờ kết quả để mà bổ sung vào cái hồ sơ thì bên thiền am thì các luật sư cũng có giấy là đề nghị bên phía cơ quan chức năng á là khoản thi hành án đối với thầy thưa vị và hiện tại đây thì thầy vẫn đang ở nhà thì đây cũng là một cái dấu hỏi thì chưa có cái kết quả nào hết chúng ta cũng không có đón già đón non ở đây và cái video thứ hai thì họ nói là tỉnh thất bồng lai like, trả giá bởi những sai lầm trong tâm thức đó và cái video thứ ba là họ nói về những cái chiêu trò của các đối tượng trong vụ tỉnh thất bồng lai cho đến khi bị kết án thưa quý vị những tiêu đề rất là sốc luôn thì quý vị khán giả cũng thấy rồi sau khi mà luật sư lân bị báo chí đăng đàn là một luật sư đang bảo vệ mặt pháp lý cho tiền am bị à, à, điều tra về cái tội là lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân á thì uh, kênh nhật ký luật sư cũng đã bị ẩn, bị xóa luôn và gỡ hết những cái bài đó. thì uh, qua một ngày thôi báo chí loan cái thông tin rất là rầm rộ. đặc biệt là trong cái kênh youtube báo pháp luật thành phố hồ chí minh hôm nay thì liên tục đăng ba bốn cái video clip như vậy thì cũng rất là nhiều người quan tâm theo dõi và xem thưa vị. đó thì vì nhận xét như thế nào uh, dầu đổ bìm leo thưa vị dầu đổ bìm leo ở đây thôi thì chúng ta cũng uh, tôn, tôn trọng pháp luật chúng ta chờ đợi họ điều tra và chúng ta chỉ hy vọng rằng là bên phía cơ quan chức năng đó họ có một cái cách điều tra trung thực ở đây xem xét công tâm ở đây đúng theo quy định của pháp luật hợp tình hợp lý với pháp luật đúng không ạ à? rất mong là vì khán giả cũng cầu nguyện cho thiền a minh bảo trụ nói chung cầu nguyện cho thầy ông nội và các luật sư nói riêng được bình an vượt qua được cái kiếp nạn này thưa vị đó là những gì mà hiếu chia sẻ cho vị khán giả được biết nội dung trong ngày hôm nay có mong là vị khán giả để lại bình luận nhận xét một like tặng cho hiếu cũng như là một đăng ký kênh để cho kênh của hiếu ngày càng phát triển hơn hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều còn bây giờ xin kính chào tạm biệt xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video mới nhất ạ à.